Thưa quý khán giả của đài VNTV, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, chúng tôi và anh Giao lại đề trình với quý vị một số những cái dữ kiện gần đây nhất xảy ra. Thưa anh Giao. Xin kính chào quý khán giả. Vâng, như quý vị biết là gần đây có một số những cái biến cố chính trị xảy ra, đặc biệt là sau hơn 50 năm giữa Hoa Kỳ và Cuba là hai nước cách nhau chỉ có một cái eo biển 90 dặm thôi, nhưng mà đã hơn 50 năm cách biệt, thì gần đây Tổng thống Obama đã đặt chân đến Havana. Sự kiện này đã làm cho cả dân chúng Cuba cũng như dân chúng Hoa Kỳ có cái nhìn bên thì thích, bên thì tích cực, bên thì tiêu cực. Anh có thể đóng góp về chuyện này được không anh Giang? Vâng, thưa anh Điện, Tổng thống Obama đã đọc một cái bài diễn văn, theo tôi nghĩ là một những bài diễn văn mà gọi là khích lệ, inspiring, hay nhất từ trước đến giờ mà tôi được biết. Anh đều còn nhớ hồi xưa mà khi mà Tổng thống John F. Kennedy đó, đọc cái bài diễn văn nhậm chức đó, Ask not what America will do for you đó. Bài diễn văn nó nổi tiếng đúng không? Nhưng mà thật ra nó giống tuếch à. Chính ông cũng không có thực thi những cái điều mà ông ấy nói nữa. Trong khi ông Tổng thống Obama này, ông trình bày những cái trải nghiệm cá nhân của ông ấy. Nào là bố mẹ không phải là người da trắng, vân vân, và rất là cực khổ lúc mà lớn lên đi học vân vân. Thế mà cuối cùng bây giờ cứ nhìn ông đi, trở thành Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, một trong những cái chức vụ mà quyền thế nhất thế giới. Thì ông ấy dùng cái hoàn cảnh gia đình cá nhân và cái tiến thân của ông ấy để ông khích lệ dân chúng Cuba là: này, cả một cái tương lai của quý vị cũng sẽ chờ đợi nếu quý vị cố gắng và biết mình muốn cái gì và dấn thân và để mà đạt được những cái điều mà đời sống của một con người trên thế giới mong muốn đạt được. Thì có nhiều người hỏi là tại sao Tổng thống Obama gần hết nhiệm kỳ rồi mà lại quyết định làm Tổng thống nước Mỹ đầu tiên đặt chân đến Havana sau 50 năm, anh Điện vừa nói. Thì theo tôi nghĩ cái câu trả lời, một trong những cái câu trả lời mà tôi thấy có lý đó, thật ra lãnh đạo Cuba cũng chẳng còn đường nào khác nữa. Khi mà ông Raúl Castro, em của cái ông Fidel Castro, nhìn thấy thế giới ngày nay, cái ý thức hệ cộng sản nó coi như nó tiêu rồi. Nó chỉ còn cái tên thôi để mà duy trì, gọi là trụ thôi, cái đặc quyền đặc lợi của mình thôi. Chứ còn đứng về phương diện chủ thuyết với ý thức hệ đó, người ta đã ném nó vào thùng rác và chẳng quốc gia nào tin vào nó và theo đuổi nó nữa. Chính ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của mình cũng đã nói mà, cái chuyện mà đạt được, hoàn tất được cái xã hội chủ nghĩa đó, không biết cuối thế kỷ này, tức là thưa anh Điện, năm 2099 nhá, 2099 á, còn lâu lắm, chưa biết cái xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đạt được tới không ở Việt Nam này. Mà đấy là Việt Nam nhé. Rồi Bắc Hàn thì nó cũng chỉ là một cái nước là phá rối trong vùng thôi. Chứ còn Trung Cộng đâu phải là cộng sản, họ cũng theo cái gì, họ dùng cái đường lối, cái cấu trúc thôi, của đảng cộng sản. Nhưng mà họ đâu phải cộng sản. Còn Nga Xô thì không phải là cộng sản từ lâu rồi. Cái điều mà người theo dõi tin tức để ý là đúng lúc ông Tổng thống Obama đang có mặt và đọc một cái bài diễn văn khích lệ như thế ở Havana, thì nó nổ ra cái chuyện khủng bố tấn công ở bên thủ đô của Belgium là Brussels. 30 mấy người chết phải không anh Điện? Vâng. Tức là cũng đáng kể và gây nghĩa là náo động cả Âu Châu. Vâng. Thế thì có nhiều người lại thắc mắc, tại sao mới mấy tháng trước thì ở Paris, mấy giờ khủng bố nó lại chọn ở Brussels nhỉ? Thì thưa anh Điện, tôi cũng dám tìm hiểu. Và tôi thấy nó như thế này nè, để trình bày coi anh có phê bình gì không. Nước Mỹ dân số là 322 triệu người.
tổng sản lượng kinh tế của nước Mỹ ấy, là vào khoảng 18.000 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên là cái kinh tế mạnh lớn nhất trên thế giới. Tổng số dân chúng ở Âu Châu ấy, trong cái gọi là Liên hiệp Âu Châu đó là hơn 500 triệu dân. Vâng. Tất cả 28 thành viên của cái Liên hiệp Âu Châu đó mong muốn nhờ có cái Liên hiệp Âu Châu đó, đó mà cái tổng sản lượng của cái 500 triệu người đó anh Điện, nó xấp xỉ cái tổng sản lượng của Hoa Kỳ. Vâng. Tức là ngang ngửa cỡ 18.000 tỷ Mỹ kim. Thì Liên Âu, những thành viên của Liên Âu mong muốn hy vọng rằng khi liên kết được như vậy đó, họ sẽ giải tỏa, dẹp đi những cái hành chánh không cần thiết. Thí dụ như hàng hóa mà từ nước này qua nước kia đó không phải đóng thuế, không phải kiểm soát chặt chẽ như hồi xưa. Và họ cũng đã cố gắng để dùng một cái đồng tiền chung, tức là đồng euro đó. Nhưng mà thưa anh Điện, chỉ có 19 nước trong cái 28 nước đó dùng đồng euro mà thôi. Những cái nước thí dụ như là Switzerland chẳng hạn, họ có những cái chương mục bằng số chứ không bằng tiền. Họ phải bảo vệ cái bí mật của họ chứ, họ đâu có thể nào để tiền tệ của họ kiểm soát bởi Liên Âu được. Với lại thí dụ như nước Anh cũng không dùng đồng euro. Bởi vì nước Anh cũng là một cái trung tâm chứng khoán tài chính lớn nhất trên thế giới. Họ cũng không muốn là tự nhiên lại phải trình báo với lại thẩm quyền của Liên Âu. Thế thì trở lại câu hỏi là tại sao khủng bố chọn thủ đô Bruxelles để mà giết, bắn, tàn sát 30 mấy người. Trả lời câu hỏi này á, nó vừa dễ mà nó vừa khó. Thì phải nhìn vào cái căn bản của nó, tức là ở bên Trung Đông đó, thưa anh Điện, cái mà gọi là Hồi giáo đó, Hồi giáo mà nhất là Hồi giáo quá khích ấy, nó có hai cái thành phần chính. Thật ra nó có hàng chục những thành phần khác nhau cơ, nhưng mà chính yếu chỉ có hai thành phần thôi, tức là Sunni và Shia. Thì như chính quyền ở Saudi Arabia đó là theo và được cái hệ phái Sunni theo và cầm đầu bởi những người theo cái hệ phái Sunni. Trong khi thí dụ như cũng một cái nước Trung Đông khác mà cũng ghê gớm lắm về sức mạnh, tức là Iran đó, thì lại theo hệ phái Shia. Thì tôi nghĩ nó cũng tương tự như là anh Điện nhớ hồi xưa đệ tam với đệ tứ cộng sản quốc tế đó, không đồng ý với nhau và thanh toán với nhau đó. Thì hai hệ phái Shia và Sunni đó cũng như là ngàn đời hận thù nhau, truyền kiếp, và khi có dịp đó là bên này thanh toán bên kia. Xong rồi thí dụ như là cái thành phần mà khủng bố ở bên Turkey chẳng hạn, nó lại là hàng chục những cái tên gọi khác nhau, trong đó có cả cái mà Marxist nữa. Mình tưởng là Marxist là hết thời rồi anh Điện hả? Thế và ở đó cũng có một cái phe phái khủng bố lấy tên là Marxist. Thì khủng bố chọn Brussels là thủ đô của Belgium đó vì hai lý do. Thứ nhất đó, Brussels là tổng hành dinh của NATO, khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương đó. Và đồng thời Brussels cũng là nơi mà quốc hội của Liên Âu được đặt bản doanh. Nhưng mà cái chớ trêu và cái khôi hài ấy, là thưa anh Điện, tiếng thì to như thế đó, nhưng mà Liên Âu đó không có quân đội riêng. Và cũng chẳng có cái gì buộc các nước thành viên đó phải theo những cái đường hướng mà Quốc hội Liên Âu quyết định. Thí dụ như về chính sách, về kinh tế chẳng hạn, hay di dân này kia ha. Nó cũng rất là rời rạc. Vâng, thưa anh Giao, có lẽ để tóm gọn cho quý thính giả nắm vững được cái chuyện này đó, thì cái vấn đề mà khủng bố ở Brussels thì chúng ta thấy rằng tháng 11 năm ngoái 2015, cái sự khủng bố, cái cuộc khủng bố rất lớn mà hơn 130 người bị giết đó, ở Paris, thì cái đám khủng bố đó là họ cư ngụ ở Brussels.
cái nơi mà họ làm kế hoạch đó, họ làm kế hoạch và họ và phát ở quân đó, phát quân đó, là ở Bruxelles. Thì nó có một cái quận đó quy tụ rất đông người Trung Đông và người Hồi giáo, thì đã phát xuất từ đó. Và một trong những cái thành phần đã qua Paris để khủng bố, và tên này không bấm cái trái bom tự sát và sống chạy ngược trở về. Do đó chính phủ Pháp và các nước ở Âu Châu truy lùng và vừa bắt được, thì theo những cái đám khủng bố mà nó mới bị bắt và khai ra đây đó, thì nó sợ rằng là cái người bị bắt, tức là Issa Islam đó, sẽ khai ra. Do đó nó có cái kế hoạch là sẽ trở lại Paris khủng bố một lần thứ hai. Nhưng mà vì nó sợ bị khai ra, sợ lộ, thành ra nó thực hiện ngay tại Bruxelles cho nó tiện. Và vì vậy nó thực hiện ngay tại đó, thì vừa gần vừa cái sự ăn gọi là kiểm soát nó không được chặt chẽ như anh Giao nói. Do đó nó xảy ra cái chuyện đó. Và cho tới ngày hôm nay thì các nước ở bên Âu Châu đang từ từ siết chặt, và như anh nói đúng vậy, các quốc gia Âu Châu là người ta muốn đặt vấn đề kinh tế với nhau, còn vấn đề đi lại, vấn đề giao thương nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, và đó cũng là cái sơ hở để cho những cái tên mà khủng bố nó lợi dụng cái tình hình đó để nó qua lại và nó làm những cái kế hoạch phá hoại. Như thế nha, và thưa quý vị, thưa anh Điền, vì thì giờ giới hạn, tôi xin chấm dứt bằng một cái gọi là kết luận của tôi. Thì khủng bố chọn Bruxelles là bởi vì Bruxelles là cái địa điểm dễ nhất cho khủng bố dễ thành công. Bởi vì về an ninh, về tình báo, về quân sự, yếu nhất ở Âu Châu. Vâng. Thưa anh Điện, thì giờ chúng ta đã hết. Vâng, xin kính chào quý khán giả. Kính chào quý vị.